choáng váng với xoáy nước tử thần có tốc độ lên tới 41 km/h. San Showman là một eo biển nhỏ với dòng hải lưu thủy triều rất mạnh nằm trong vòng bắc cực ngoài khơi bờ biển Na Uy. Nó nằm cách thị trấn Bozo khoảng 10 km về phía đông nam. Xoáy nước dài khoảng 2,6 km, rộng gần 150 m và chiều sâu 5 m. Ước tính cứ 6 tiếng một lần, lực nước biển lên tới 400 triệu mét khối nước qua vùng xoáy này, với tốc độ nước có thể lên tới 41 km/h. Theo các chuyên gia, xoáy nước đã tồn tại từ 2.000 đến 3.000 năm. Được biết, đây là vùng nước rất dồi dào tài nguyên cá, trong đó có một số loài nổi tiếng. Một cá thể cá minh thái Pollock lớn nhất từng được ghi nhận bị bắt tại đây. Ngoài ra còn có cá tuyết và các loài cá da trơn. Do lượng cá phong phú nên số lượng lớn các loài chim biển tìm tới đây kiếm ăn vào mùa đông như đại bàng đuôi trắng. So với nhiều điểm lặn khác ở Na Uy, San Showman được ví như TV 3D kích thước rộng dành cho những thợ lặn chuyên nghiệp và du khách về các môn thể thao mạo hiểm dưới nước. Những du khách đủ can đảm trải nghiệm cảm giác bị cuốn vào trong vòng xoáy ngoạn mục đã mô tả lại khoảnh khắc không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là lý do tại sao khu vực này đang thu hút rất đông du khách mê trải nghiệm từ khắp nơi trên thế giới đổ về.